Xin chào các bạn đến với kênh Xe Đạp Hải Phòng của trang web xe đạp hải phòng.com. Tiếp theo cái series trả lời câu hỏi của những cái câu hỏi mà thường gặp của các quý khách hàng từ mọi miền gần xa. Thì trong cái live stream này thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi một số khách hàng thường hỏi, đó là xe đạp nhật bãi thì thường có phanh đĩa hay không. Thì mình xin trả lời là để mà xe đạp nhật bãi về thì thường là người Nhật, là mình thấy là không biết, là mình cũng chưa có dịp sang Nhật, nhưng mà mình thấy là 100 xe nhật bãi về thì khoảng 95 xe đến 96 xe là phanh hàm, hay còn như bên mình gọi là phanh V. Tại sao gọi phanh V? Bởi vì nó cấu tạo như là chữ V, thì nó thường là rất ít có phanh đĩa. Đấy, và một số tức là nó khoảng chiếm khoảng 5-10% là xe đạp nhật bãi có phanh đĩa mà thôi. Còn lại một số là những cái xe mà nó sẽ có vấu chờ phanh đĩa sẵn để mà cho các bạn có thể nâng cấp lên phanh đĩa, thay đổi sang dạng là phanh đĩa. Thế còn ở đây có câu hỏi đặt ra là phanh đĩa tốt hay là phanh V tốt, thì nó cũng không cái này nó mỗi một cái nó có ưu nhược điểm khác nhau, thì cũng không biết là cái nào tốt hơn và cái nào là không tốt hơn. Thì đây mình có thể đảo camera. Ôi giời, anh Tùng Phạm lại này nhiều đấy. Ôi giời, bão là. Thì nếu mà nói về cái hiệu quả ăn của phanh ấy, thì cái phanh V này, đây này, mình gọi là phanh V bởi vì nó dạng hình chữ V, và nó khi mình bóp thì nó sẽ cắt kéo như thế này thì gọi là phanh V ấy. Thì cái hiệu quả của phanh V này thì nếu mà nói độ ăn thì nó ăn hơn là phanh đĩa. Phanh đĩa là chiếc này. Đây như chiếc Doppel Ganger này là phanh đĩa này. Thế còn về phanh đĩa thì nếu mà ở những cái xe nhật bãi thì thường nếu mà tầm tiền khoảng dưới 7 triệu thì nó chỉ là phanh dây cáp thôi. Thì cái hiệu quả ăn thì không bằng phanh V được. Nhưng mà phanh V thì nó có cái đặc điểm là nếu như mà vành mà bị méo quá thì vẫn đi bình thường, không bị chạm phanh. Còn với phanh V này thì cái vành của chúng ta là phải rất là cân, rất là chuẩn chỉnh. Nếu mà bị méo quá là không thể đi được, bởi vì khi đó nó sẽ bị cọ vào má phanh và làm cho chiếc xe không còn bon khi di chuyển được nữa, mà chúng ta phải tiến hành cân vành. Đấy, thì như mình đã nói ban đầu thì một số xe nhật bãi về cũng đã có phanh đĩa zin nguyên luôn. Là như hai cái chiếc xe đây, là chiếc xe Doppel Ganger như các bạn đang thấy đây. Đấy, và cũng đây cũng chiếc con Doppel Ganger này, màu đen. Đấy, thì đã có phanh đĩa zin nguyên luôn. Đấy mà rất ít, nói chung là nó khoảng 5% thôi, 5% đến 10% là xe nhật bãi có phanh đĩa thôi. Đấy. Thế còn một số cái dòng khác là nó sẽ có những cái vấu chờ như thế này để mà chúng ta lên phanh đĩa. Đây, chúng ta sẽ có những cái vấu chờ như này. Một số cái dòng xe nó sẽ có vấu chờ đây. Như chiếc xe Louis Gano này thì đằng trước là giảm sóc nó có vấu chờ này, nhưng mà đằng sau thì lại không có. Đằng sau chúng ta chỉ có lỗ để bắt cái tanh của chắn bùn, tanh áo của chắn bùn thôi, không có. Nên là chỉ có đằng trước. Đấy, như con GT thế, giảm sóc trước là có lỗ để bắt phanh đĩa. Thì nó sẽ cho những khách hàng mà muốn thay đổi dạng phanh là từ phanh V sang phanh đĩa. Còn như ở cửa hàng bên mình thì hầu như là để nguyên bản nên là không có lên phanh đĩa cho quý khách nhiều, mà để nguyên bản hết. Đấy, như quý vị có thể thấy là hầu như tất cả những cái xe mà nhật bãi về ấy, là nguyên bản là phanh V hết, hoặc là phanh hàm ba mảnh, phanh hàm xe cuộc, hàm xe đua. Đấy, đây là hàm xe cuộc, phanh ba mảnh. Đây gọi là phanh ba mảnh tại vì nó có ba cái lửa nó lắp ráp vào với nhau. Còn đây là phanh V, hầu như là phanh V và phanh ba mảnh. Còn phanh đĩa thì chiếm rất là ít. Và một số xe thì nó như mình trình bày là nó sẽ có vấu, nó có vấu bắt cụm phanh này, để mà chúng ta nâng cấp lên hoặc là thay đổi cái dạng phanh là sang phanh đĩa. Còn một số xe thì nó không có thì không thể nào mà lên phanh đĩa được. Đây như cái chiếc Beton này là đã nâng cấp lên phanh đĩa này. Beton Odilo đã nâng cấp lên phanh đĩa. Còn một số xe thì ví dụ như xe Merida này là không có vấu phanh đĩa thì không thể nào nâng cấp phanh đĩa được, thì
chúng ta vẫn sử dụng phanh V thôi. Phanh V rất là an toàn, nhưng mà đòi hỏi vành phải cân. Vâng, và trong livestream này mình đã trả lời câu hỏi của các quý khách là xe đạp thể thao Nhật bãi có thường có phanh đĩa hay không, thì nó cũng rất là chiếm rất là ít, và cái hiệu quả của phanh V thì không phải tự nhiên người ta Nhật Bản người ta làm nhiều phanh V. Phanh V thì nó dễ nó ăn hơn, và với tốc độ cao thì nó sẽ giúp cho chiếc xe dừng lại nhanh hơn là với phanh đĩa. Còn nếu phanh đĩa phải là cao cấp, phải là phanh dầu hoặc là phanh dầu chính hãng cơ, còn nếu mà phanh dầu nhái thì nó cũng không, cái độ ăn nó cũng là không, và độ bền nó không tốt lắm. Vâng, và bác Lâm Tùng Vĩ có câu hỏi là có xe nào tầm 3 triệu không? Thấp nhất tại cửa hàng là khoảng 3 triệu 6 bác nhá, 3 triệu 6. Còn một số xe xấu, hơi xấu thì nó khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8 có, nhưng mà không được đẹp lắm á. Mình cố lên một tí mình mua, nó đẹp hơn, khung nhôm. Một số xe 2 triệu rưỡi là khung sắt bác. Khung sắt thì em cũng không nhập nhiều. Thì em chỉ nhập một số xe khung nhôm thấp khoảng 3 triệu 6 là thấp nhất. Thì bác có thể vào website xedaphaiphong.com và mục xe đạp thể thao để bác tham khảo thêm những cái mẫu khoảng từ 3 triệu 6 cho đến 3 triệu 8. Vâng, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của mình trên Facebook, và hẹn gặp lại các anh chị trong những video livestream lần sau.